Chưa được không và mình đã lên nhỉ. Giờ gọi nạn. Anh đi về. Buổi trưa, Hải bá không livestream phòng VIP mà ngồi ở đây. Ngồi ở đây bán nội thất luôn ông Hải ạ. Ngồi ở đây bán nội thất luôn. Cả nhà nhé. Các bạn chia sẻ giúp mình nhé. Hôm nay ai chia sẻ vào trên trang cá nhân của mình 2 lần và chia sẻ trên nhóm 3 lần, các bạn sẽ nhận ngay một chai nước hoa chiết của Pháp. Một chai nước hoa chiết của Pháp. Bất kỳ. Các bạn chia sẻ giúp mình nhé. Ai chia sẻ đủ rồi á thì các bạn chụp màn hình gửi cho mình và mình sẽ ghim tên để nhận quà thưởng. Chia sẻ 2 lần trên trang cá nhân này và 3 lần trên nhóm là 5 lần, mình sẽ tặng các bạn, tặng mỗi bạn một chai nước hoa chiết của Pháp. Chị gửi rồi Phương. Chị gửi hôm thứ hai rồi. Chào Trần Thùy. À, hôm nay chị chỉ tranh thủ từ giờ đến 1 giờ đầu giờ chiều thôi. Rồi chị lại làm việc khác. Buổi tối thì nghe nhiều hôm nó bận bịu á, không làm được.
qua mình có đọc được một cái tin của cái bạn có Facebook là Đạo và Đời, có một em nhỏ bị bỏng hết cả mặt đấy, mình cũng muốn giúp đỡ các bạn đấy. Thế nhưng mà cái bạn mà có cái dòng Facebook là Đạo và Đời ấy, không thấy ghi địa chỉ hay là tài khoản để nhận sự trợ giúp ấy, thành ra là mình cũng không làm gì được. Bạn nào có biết? Bởi vì nếu mà bạn ấy, cái em nhỏ đấy mà được đưa ra Hà Nội ấy, thì chắc chắn là mình ra tận nơi. Thế nhưng mà vì em đấy ở tận Nghệ An, ví dụ mà có số tài khoản mình sẽ chuyển khoản để trợ giúp cho cháu đó. Có bạn nào biết cái Facebook Đạo và Đời, người ta chia sẻ một cháu bé ở Nghệ An. Các bạn ơi, chia sẻ giúp mình nào. Ai chia sẻ được 5 lần rồi thì chụp màn hình gửi lại cho mình nhé. Và chọn nước hoa. Nước hoa tặng hôm nay nào, nước hoa chiết Pháp. Đây là những chai nước hoa chiết của Pháp này, sẽ dành làm quà tặng hôm nay. Bác Hải ăn cơm chưa? Đây là những chai chiết Pháp này. Ai chia sẻ rồi chụp màn hình gửi cho mình nhé, để mình ghi tên nhé. Chia sẻ rồi chụp màn hình gửi qua hả chị? Ok Trần Thùy, em chia sẻ rồi em gửi chụp màn hình gửi qua cho chị. Chị ghi tên và em sẽ chọn những chai nước hoa như vậy nè. Em chọn cái nào thì em ghi tên cho chị. Đây là những chai chiết Pháp. Có rất nhiều, kể cả Dio. Sexy 212. Quốc này. Chanel này. Chanel này. Em đã chia sẻ chân ngắn. Em chia sẻ chụp màn hình cho chị nhé. Chụp màn hình gửi cho chị. Và em lấy cái nào thì chị sẽ tin các em là đã chia sẻ rồi. Chỉ cần em chia sẻ rồi em chụp màn hình em gửi cho chị, rồi em muốn lấy cái tên nước hoa nào á, em đánh cho chị rồi chị sẽ ghim cho. Sexy 212 hả? Ok Trần Thùy nhé. Ok, cái này của Trần Thùy nhé. Mình like ở góc này là chỗ sản xuất nội thất và bán hàng nội thất luôn. Buổi trưa là công nhân của mình nghỉ, mình tranh thủ đến 1 giờ chiều thôi. 1 giờ chiều công nhân của mình đi làm ấy, ở đây nó hơi ồn thì mình lại phải tập trung vào hàng nội thất. Ok Trần Thùy nè.
cái Trần Thùy chai sexy 212 này cũng rất là thơm mát á. Nếu chai này, chai mini này là chỉ có một mùi thôi, nhưng mà nếu chai to ấy nó sẽ có hai mùi, một mùi đậm và một mùi nhạt. Đó, thế nhưng mà chai này là chỉ có một mùi bởi vì là chai nó nhỏ. Một chai này là nước hoa chiết của Pháp. Chào Ngô Đồng, chào bạn Ngô Đồng. Ok, Trần Thùy đổi chai thuốc hả? Có một chai thuốc duy nhất à? Chị đổi cho em chai thuốc nhé. Chào, chào Út Huyền. Các bạn chia sẻ giúp mình đi. Chào Ngô Đồng. Ok, Sư Tử Linh. Sư Tử Linh em thích mùi nào? Em thích loại nào? Em thích loại nào chị gửi cho. Phan Thịnh. Chào Phan Thịnh. Phan Thịnh chia sẻ giúp mình là hai lần trên tường cá nhân nhé, trên trang cá nhân của mình, và ba lần trên nhóm mình sẽ tặng bạn. Các bạn chia sẻ rồi chụp màn hình gửi cho mình, chụp màn hình gửi cho mình và chọn chọn mùi luôn. Chờ leo hay là Dio Valentino. À, các bạn chọn đi. Sư Tử Ninh, mùi nào ngọt ngào? Em hỏi nam hay nữ? Nước hoa nam hay nữ? Mùi nào ngọt ngào à? Em có Valentino chưa? Sư Tử Linh đã có Valentino chưa? Nếu chưa có thì Sư Tử Linh lấy cái này. Ok Sư Tử Ninh. Ok Ngô Đồng. Bạn lấy chai nào? Bạn lấy mùi gì? Chanel loại nào đang hot? Gọi là hot ấy thì nó lại phải tùy thuộc xem cơ địa của từng người có thích hợp hay không. Còn bản thân chị ở nhà đang dùng Chanel Malaysia. Còn có những người dùng không thích hợp, có nhiều mùi Chanel nhé. Chẳng hạn như là nước hoa nó sẽ có hương đầu, hương giữa và hương cuối. Có nhiều người là rất hợp với hương đầu nhưng hương giữa và hương cuối lại không hợp, thì thành ra đến cuối ngày người ta dùng là người ta không thích. Thế nhưng mà có nhiều người á thì lại thích hợp với hương cuối. Có những chai ví dụ như là, để mình xem nào. Chai đó đâu rồi? Chai
Cái đó mình bán mất rồi. Có những chai là xịt ra, ví dụ như là bản thân mình có những chai là mình xịt ra hương đầu tiên là mình không thích, nhưng về sau, càng về sau cái hương cuối và hương giữa ấy, thì nó lại làm cho mình rất là thích, ngọt ngào. Có nhiều chai mà hương đầu mùi, bản thân mình là không thích mùi vỏ cam, vỏ quýt, nhưng mà có nhiều chai là hương đầu của nó đã là có mùi vỏ cam, vỏ quýt rồi là mình không thích lắm. Nó lại thích hợp với từng người ưa cái mùi nào. Và nước hoa này nó có hàng nghìn mẫu mùi, hàng nghìn mẫu mùi. Mình về mình phải xịt, mình phải dùng trong vòng một ngày mình mới biết là mình có thích hợp với nó hay không. Chứ còn xịt ra cái, nhiều khi xịt ra cái mình ngửi là mình thích, thế nhưng mà đến cuối ngày là mình không thích. Nhưng nhiều cái là xịt, bản thân mình cũng trải nghiệm lần này, nước hoa này có những cái xịt ra cái mình không ưng luôn, thế nhưng mà để đến cuối ngày thì mình lại quá thích với cái mùi đấy, cái hương giữa và hương cuối của nó rất là thích hợp. Đấy. Cho nên là các bạn bây giờ chẳng hạn như là những cái quà tặng như thế này là các bạn cứ lấy đại đi, về thích hợp mùi nào thì mình lại mua mùi đấy. Chứ còn để mà chọn thì mình chỉ chọn theo bản thân mình thôi. Mình sẽ loại những cái chai mà mình đã tặng rồi nhé. Đây, Sexy 212 à, Gucci à, Chanel này. Mình rất là dốt tiếng Anh cho nên là mình đọc nó hạn chế. 212 à, Chanel này. Chanel này. Gửi rồi chị nhé. Ok Phan Thị. Sau cái chương trình này, sau cái chương trình tặng quà này, theo các bạn thì mình sẽ chơi đấu giá ngược hay đấu giá xuôi, hoặc là có đồ tặng dùng thử không chị? Út Huyền ơi, em cứ chia sẻ đi, chia sẻ hai lần trên tường cá nhân của mình ấy, và chia sẻ ba lần trên nhóm, chị sẽ tặng em một chai để em dùng thử. Chị sẽ tặng em một chai. Đây chị đang tặng, đang có chương trình tặng đầu giờ này. Những cái chai này nó chỉ được 20ml thôi. 20ml cũng đủ để dùng mấy tháng đấy. Dior nữa này. Mình sẽ tặng cả kem chống nắng nhé. Tặng cả kem chống nắng này. Ok Út Huyền. Út Huyền hãy chụp màn hình và gửi cho mình nhé. Huyền Kitty. Ok Ngô Đồng. Bản thân những chai này nó vẫn còn ghim niêm phong này, cho nên là mình cứ chọn đại thôi. Về các bạn ưng mùi nào thì các bạn sẽ đặt mình mùi đấy. Đó. Chứ bây giờ mình cũng không dở ra đâu, mình không dở ra đâu nhé. Mình sẽ tặng cho Ngô Đồng chai này nhé. Trần Thúy ơi, kem chống nắng có rất nhiều loại. Chẳng hạn như là loại này này, SPF 50. SPF 50 này là 160k nhưng bây giờ là chị đang muốn có nhiều khách hàng ấy, chị giảm giá kịch sàn. Có nghĩa là chị vừa bán vừa tặng thôi, chị sẽ bán 90k. Kem chống nắng này á thì nó là mềm da này, chống nắng SPF 50 không làm cho bết dính, không làm cho khô da, da sẽ có tác dụng rất là mềm. Còn có một loại nữa là của Pháp. Một loại nữa của Pháp thì cái giá nó đắt hơn. Kem chống nắng của Pháp chị đang dùng, bản thân chị đang dùng cái da mặt chị xấu lắm, mà chị không có thời gian để trang điểm đâu. Không có thời gian để trang điểm, thế nhưng mà cái kem chống nắng của Pháp đó nó hơn 400 một chai cơ. Một chai 40ml, thế nhưng mà cái tác dụng của nó
là vừa chống nắng này, SPF 50, vừa chống nắng, vừa thay kem che khuyết điểm và vừa thay phấn nền. Cho nên là phù hợp cho những bạn mà bận bịu, ví dụ như mình ấy, là buổi sáng là mình chỉ thoa một chút kem chống nắng đó thôi, là coi như là nhìn cái da nó rất là thật, như là trang điểm rồi, và một chút son môi thôi, thế là mình tự tin đi ra bên ngoài. Đấy, cái kem đó hôm nay quên không cầm mẫu sang, không cầm mẫu sang cho các bạn xem. Chị báo giá nước hoa nam với chị. Nước hoa nam, em hỏi nước hoa nam này, ví dụ như chai này, alu này, nói thực sự là mình rất thích chai alu này. Chai blue này chỉ thích hợp cho những bạn nào có cá tính thật mạnh mẽ. Thế nhưng mà bản thân mình thì lại không thích cái mùi này. Mùi này nó mạnh mẽ lắm, thế nhưng mình không thích. Mình thích đàn ông dùng mùi này vẫn mạnh mẽ, vẫn thể hiện được sự mạnh mẽ của đàn ông, nhưng trong đó nó có một chút ngọt ngào quyến rũ nữa. Phụ nữ mình là rất thích những người như vậy, chứ còn đâu cá tính mạnh quá là mình không thích đó. Vì vậy cho nên là bạn nào mà muốn dùng cá tính mạnh thì lên dùng blue Chanel, còn nếu không thì dùng alu Chanel này. Và chai này 212 này đó. Mấy cái chai này á là nó xen lẫn một chút ngọt ngào một chút, hay là chai Gucci, hay là chai Gucci nó cũng có chút ngọt ngào. Hoặc là chai Aqua Giò đó. Hoặc là chai này là mùi hương của biển nhá, mùi hương ngọt ngào của biển này. Chai này là rất là tinh tế, mùi cái vỏ như vậy, là cái vỏ này nó nhẫn và bóng, mà mình xịt thử ra cái vỏ này từ hôm thứ 6 cho đến hôm thứ 5 tuần sau vẫn còn mùi đó. Mà cái mùi của nó thì mỗi người có một gu mùi, nhưng bản thân mình rất thích mùi này. Mùi này mình rất thích, mùi này từ hương đầu đến hương cuối cùng mình vẫn thích. Út Huyền, em hỏi chai nào? Chai Aqua hay là chai Giò? Chai này hả bạn? Chai này của mình á là mình bán 350k đó. Thế như hôm nay bạn chia sẻ giúp mình đi, mình bán 250k nhá. Ban nãy bạn có chia sẻ để nhận quà chưa? Út Huyền đã chia sẻ để nhận quà chưa? Nếu bạn chia sẻ để nhận quà rồi á thì bạn chia sẻ thêm cho mình. Rồi, nếu bạn chia sẻ để nhận quà rồi á thì bạn chia sẻ thêm cho mình sẽ bán giảm giá với 250k. Chai này thực sự là không lo về cái vấn đề chất lượng đâu nhá. Chỉ có một chai thôi. Hôm vừa rồi là cháu nó mang từ Hà Nội về là còn một chai, chứ còn đâu hàng chưa về đâu nhá. Chị đấu giá chai Aqua đi. Út Huyền, em chia sẻ để nhận quà rồi thì em chụp màn hình gửi cho chị và chị ưu tiên em một phần quà, và sau đó em chia sẻ thêm hai lần nữa. Em chia sẻ thêm hai lần nữa cho chị sẽ bán cho em cái chai này với giá 250k. Chai này của chị là 300k đó. À 350k đó. Chai này hình tròn chị đã đăng ở trên đó. Nếu em yêu cầu bóc thì chị sẽ bóc, còn chai này chị muốn bán nguyên đai nguyên kiện. Út Huyền muốn nhận quà bằng chai gì đây? Có rất nhiều để em lựa chọn này. Hoặc là chị sẽ chọn nhiều cho em. Chị có địa chỉ của em rồi đúng không ạ? Đúng rồi, Ngô Đồng, chị có địa chỉ rồi. Chị đã gửi quà cho em rồi á.
Chị gửi hàng cho em từ hôm thứ hai á. Đấu giá chai Aqua đi chị. Trần Thúy ơi, chai Aqua này hả? Chai Aqua này hay là chai chai trắng? Em thích chai Aqua giò này hay là chai Aqua này? Hoặc chai giò trên này. Chai tròn. Trần Thúy ơi, đấu giá chị toàn lõm vốn thôi. Đấu giá các bạn khôn lắm, hôm vừa rồi các bạn đấu giá cho mình thua luôn. Đấu giá phải có nhiều bạn chơi tham gia cùng một lúc. Có một chai này, ví dụ ai mà muốn mua để tặng ấy thì mình bóc ra rồi nó không tiện. Chai này thì thật là mỹ mãn luôn, mùi thơm nhá. Mình xịt từ tuần trước đến tuần sau, xịt vào đúng cái vỏ này là dễ bay mùi nhất. Mà gần một tuần vẫn còn mùi, từ hương đầu đến hương cuối của nó vẫn là mùi chị yêu thích nhất, mình yêu thích nhất. Đây là xịt trên vỏ này mà còn gần một tuần. Nếu xịt trên quần áo thì nó giữ lâu dã man luôn. Chai này là chai rất đẹp, đẹp từ trong lẫn bên ngoài luôn. Chai giò này, Aqua giò, nồng độ powder bọc khuôn, giữ mùi cũng lâu. Ô, các bạn chia sẻ để nhận quà nào, ai chia sẻ rồi thì comment cho mình nào để mình ghim quà nào. Mới được có 3 bạn thôi, mình mới ghi được 3 bạn thôi. Mình mới ghi được bạn Ngô Đồng, bạn Sư Tử Linh và bạn Trần Thùy thôi. Các bạn, bạn nào mà đã chia sẻ rồi thì comment cho mình chia sẻ rồi. Rồi sau đó chụp màn hình gửi cho mình để mình ghim quà luôn. Đây còn mười mấy phần quà nữa cơ, còn mười mấy phần quà. Chai nước hoa chiết Pháp này. Chai nhỏ 20ml. Đã chia sẻ. Dương Thị Ngọc Anh, em chia sẻ 2 lần trên tường, 3 lần trên nhóm, em sẽ nhận được một chai chiết Pháp 20ml. Các bạn comment nhé, ai chia sẻ rồi comment cho mình để mình ghim quà. Cuối chương trình mình sẽ kiểm tra, mình cứ ghim quà vào đây. Cuối chương trình mình kiểm tra, bạn nào chia sẻ rồi là mình gửi luôn. Và cho mình, các bạn chia sẻ rồi á thì các bạn ghi là đã chia sẻ và cho thông tin, địa chỉ, điện thoại, mình sẽ ghim quà luôn. Dương Ngọc Anh, bạn thích lấy chai nào? Bạn thích Chanel hay Gucci hay Dior? Để mình gửi quà cho. Chơi đấu giá mới vui chị ạ. Ok, sẽ có chương trình đấu giá. Mình phát từ giờ đến lúc 1 giờ chiều. Công nhân của mình đi làm thì bắt đầu mình nghỉ. Tranh thủ lúc các bạn nghỉ trưa. GC nha chị. Là cái gì em? Là cái gì Dương Ngọc Anh? Không hiểu tin nhắn này. Mình giới thiệu chút về chai Valentino. Valentino này là dành cho những bạn làm có cá tính dịu dàng, mùi hương hoa hồng. Valentino này là lồng độ powder bọc khuôn, độ lưu hương của nó nâu. Độ lưu hương của nó nếu xịt trên quần áo thì được mấy ngày cơ.
mấy ngày. Thế còn nếu mà xịt trên người thì chỉ được 6 đến 8 tiếng thôi. Nhất là mùa hè này á, thì mồ hôi nó ra, là xịt trên da của mình nó sẽ không được lâu. Nhưng nếu xịt trên quần áo thì được mấy ngày liền cơ. Đấy, chai này là lồng đầu ao đầu bọc khum. Độ tỏa hương của nó là một cánh tay. Ao đầu bọc khum có nghĩa là lưu hương lâu. Chai này là rất là dịu, ngọt dịu. Đó. Đó. Bên trong của nó đây này. Vu xì. Ok, Dương Thị Ngọc Anh vu xì. Đây là Gucci này, chai nước hoa chiết của Pháp. Mình sẽ ghim cho bạn Ngọc Anh chai Gucci này nhé. Dương Thị Ngọc Anh, bạn cho mình địa chỉ điện thoại. Đúng rồi, chia sẻ nhóm này, chia sẻ trên tường của mình này, kết bạn. Rồi bạn comment điện thoại và địa chỉ nhé. Nào bây giờ chơi đấu giá nhé. Chơi đấu giá nước hoa nam hoặc nữ. Ok, Dương Thị Ngọc Anh. Đấu giá nước hoa lam đi, Trần Thùy. Rồi, được rồi, để đấu giá nước hoa lam nha. Được rồi. Nước hoa lam nào? Sexy được không? Đúng rồi, Sư Tử Ninh. Các bạn, bởi vì là thời gian của mình không có đâu, từ giờ đến tối là mình bận bịu về hàng nội thất rồi. Cho nên là khi mà tặng quà thì các bạn cố gắng là để lại điện thoại và địa chỉ cho mình để mình ghim quà luôn. Mai là nhân viên của mình sẽ đi bưu điện luôn. Chứ để đến chiều hoặc đến tối mình bận ấy, mình không có thời gian để xem lại. Giờ này đang rảnh thì mình sẽ ghim luôn quà. À, Ngô Đồng này có, Ngô Đồng và Trần Thùy, Sư Tử Ninh. Sư Tử Ninh có địa chỉ chưa? Nếu Sư Tử Ninh chưa có địa chỉ và điện thoại thì Sư Tử Ninh cho mình luôn đi nhé. Còn Ngô Đồng và Trần Thùy nó có rồi. Em là em của chị Hương Xúc, Su Su. Dương Thị Ngọc Anh, ok, Dương Thị Ngọc Anh là đã có địa chỉ rồi. Ngô Đồng ơi, hôm thứ hai là mình đã gửi hàng cho bạn rồi. Sư Tử Ninh, ok.
gửi quà tặng chung cho em và bé Ngọc Anh đi chị đỡ ship. Ngô Đồng à? Ngô Đồng chung với lại Dương Thị Ngọc Anh đúng không? Ở huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Ok. Nào bây giờ chơi đấu giá nước hoa nam. Đấu giá chai này nha. Đấu giá chai này nha. Chai này nói thực sự là trên quan điểm của mình ấy là mình rất thích những bạn nam dùng chai này. Chai này chuẩn men, vẫn giữ được nam tính của đàn ông và có một chút ngọt ngào quyến rũ. Như vậy là mình mới thích. Mình rất thích chai này, thích hơn cả chai blue nhá. Thích hơn chai blue nhiều. Chai blue đen kia thì để dành cho những bạn thật sự là cá tính, mạnh mẽ. Đấy, thế còn chai blue này là mình rất thích. Các bạn đấu giá chai này nhá. Đấu giá xuôi nhá, bắt đầu từ 10k. Bắt đầu từ 10k trong vòng 5 phút. Phải để lên cái gì cao cao nào. Rồi. Bắt đầu chai này. Khởi điểm là 10k, bắt đầu trong vòng 5 phút. Bây giờ để mình xem nó mấy giờ. 12h17. 12h17 là đến 12 giờ. Các bạn nhìn dành chai nước hoa không? Bắt đầu đến phút thứ 12h23 nhé. 12h23. Bắt đầu 12h23 là ai trả cao nhất là mình bán chai này cho người đó. Bắt đầu giá khởi điểm là 10k. Các bạn trả, các bạn ơi cố gắng trả làm sao cho mình 5k hoặc 10k. Chứ 1k thì lâu lắm. Đến 5 phút thì chắc là được 15.000 mới thôi. Nào, bắt đầu các bạn trả đi. 30k. Ok, 30k cho bạn Trần Thùy. 20k các bạn trả đi. 20k cho bạn Trần Thùy. Đến 12h23 Út Huyền 21k, Trần Thùy 20k. Các bạn cố gắng trả làm sao 5k1. Sư Tử Ninh 25k. Sư Tử Ninh 25k. Trần Thùy 35k. Chai này không thể chê vào đâu được. Nếu quan điểm của mình thích những người những người đàn ông vừa nam tính vừa dịu dàng, vừa có chút ngọt ngào một chút, người ta mới chiều mình được. Út Huyền 40k. Út Huyền 40k, Sư Tử Ninh 40k. Sư Tử Ninh 40k, Trần Thùy 40k. Sư Tử Linh 45k. Đến phút thứ 23, phút thứ 23 là mình sẽ bán cho ai trả cao nhất. Trần Thùy 50k. Trần Thùy 50k, chai nước hoa này có giá 350k, các bạn cứ trả mạnh tay nên mình trong cái thời gian này là mình bán hàng vẫn bị lỗ vốn, chưa có lời. Bởi vì các bạn trả khô lắm, các bạn cứ muốn trả ít á. Sư Tử Ninh, Trần Thùy 60k, các bạn ơi, các bạn cứ trả mạnh lên. Út Huyền 50k. Quang Hiếu 100k, Sư Tử Ninh 65k. Út Huyền 65k. Đến phút thứ 23, phút thứ 23 ai trả cao nhất? 20 rồi. Út Huyền 110k, ai trả cao hơn Út Huyền nào?
Ai trả cao hơn Út Huyền? Bạn Út Huyền đã trả 110k rồi. Ai trả cao hơn Út Huyền? Đến phút thứ 23, ai trả cao nhất mình sẽ bán chai này cho người đó. Ai trả cao hơn Út Huyền 110k? Quang Hiếu 120k. Đến phút thứ 23, giờ này còn 3 phút nữa. Còn 3 phút nữa rất lâu, các bạn cứ trả thoải mái đi. Các bạn mua chai này về tặng người yêu nhé, tặng chồng nhé, không uổng phí đâu nhé. Xuân Nguyễn 130k. Bạn Xuân Nguyễn đã trả 130k kìa. Có bạn nào trả cao hơn bạn Xuân Nguyễn không? Phút thứ 21 rồi. Phút thứ 23 mình sẽ công bố. Phút thứ 21 rồi nhá. Phút thứ 23 mình sẽ công bố kết quả của chai này. Chai này có giá bán của mình là 350k. Bạn ơi comment đi. Phút thứ 21 rồi các bạn ơi. Phút thứ 23 mình sẽ trao cho bạn nào trả cao nhất. Mình chơi đấu giá này phải đông đông người, đông đông bạn chơi một chút thì nó mới vui. Còn không thì hôm nay các bạn cứ chia sẻ và nhận quà cũng được. Mình chỉ tranh thủ được đến lúc 1 giờ chiều thôi. 1 giờ chiều là mình sẽ nghỉ. Bây giờ đã là 12 giờ 22 rồi. Có tính ship không? Hay ship? Út Huyền ơi, khi đấu giá những chai nước hoa này nó rất là thấp. Nó chưa đủ tiền đấy. Cho nên là các bạn vẫn phải chịu tiền ship. Còn 1 phút nữa thôi, mình đã nhìn thấy Út Huyền trả 135k rồi. Bạn Út Huyền đã trả 135k rồi, ai trả cao hơn bạn Út Huyền nào? Ngô Đồng 135k đã ghim. Ngô Đồng, bạn Ngô Đồng đã trả 135k. Ngô Đồng 145k. Ngô Đồng trả 145k. Nào có bạn nào trả hơn bạn Ngô Đồng không? Chuẩn bị đến phút thứ 23, mình sẽ nhìn thấy phút thứ 23. Bạn nào trả cao nhất mình sẽ bán cho người đó. Đúng rồi, phút thứ 23 rồi. Phút thứ 23 mình thấy bạn Ngô Đồng. Bạn Ngô Đồng ơi, 145k cho bạn Ngô Đồng. 145k cho bạn Ngô Đồng ở phút thứ 23. Bạn Ngô Đồng ok thì bạn Ngô Đồng chấp nhận. Bạn Ngô Đồng có chấp nhận thì mình sẽ bán cho bạn Ngô Đồng, bằng không mình sẽ bán cho Gỗ Hằng Huynh 200k nha. Ok hả? Ok Ngô Đồng. Bạn Hằng Huynh thông cảm nhé. Bạn Ngô Đồng đã cho số điện thoại rồi. Ở phút thứ 23 với giá 145k rồi. 145k cho bạn Ngô Đồng. Chơi tiếp nào các bạn, chơi tiếp nào, hút xì nào. Hút xì móc. Chai hút xì móc nào. Đó. Một chai hút xì cực kỳ là đẹp và mùi thơm luôn á. Đó, chai hút xì nào. Nào, bắt đầu với chai Gucci này là 10k ở phút thứ 24. Phút thứ 29 là kết thúc của chai này, bắt đầu 10k cho chai này. Đến phút thứ 29 nha. Các bạn trả đi. Út
Huyền Aqua hả? Aqua. Bạn Út Huyền thích Aqua. Aqua giò nhé. Chai trắng hôm nay mình không mang sang. Các bạn đấu chai chai đen nhá. Đấu chai đen Aqua giò này. Khởi điểm 10k bước giá bất kỳ. Rồi. Aqua giò này nhá. Chai Aqua giò này cực kỳ là đặc biệt đó. Đấy, các bạn nhìn thấy đằng sau không? Chai này cực kỳ là đặc biệt đấy. Đấu giá chai này nhá. Rồi. Đến phút thứ 30 nè. Phút thứ 30 cho chai Aqua giò này. 10k các bạn trả đi. Các bạn trả đi nhá. Phút thứ 30 cho chai Aqua giò. Nào. Nào các bạn bắt đầu trả giá nào. Út Huyền 10k. Rồi, các bạn comment đi. Chai này không mua lập phí nhá. Viên Bảo đã trả 70k mua về cho chồng nhá. Chai này có mùi ngọt ngào một chút. Út Huyền 60k. Các bạn ơi, đến phút thứ 30 ai trả cao nhất mình sẽ bán cho người đó. Sư Tử Ninh 75k. Sư Tử Ninh đã trả 75k nào các bạn. Ai trả cao hơn Sư Tử Ninh nào? Ai trả cao hơn Sư Tử Ninh nào? Các bạn có cần mình dở ra không? Có cần mình dở chai nước hoa này ra không? Có cần mình bóc ra không? Quang Hiếu 90k nào. Ai trả cao hơn cho Quang Hiếu nào? Viên Bảo 90k. Viên Bảo 90k ở đến phút thứ 30 mình ai trả cao nhất mình sẽ bán cho người đó. Chị thấy em không? Ok Trần Thùy, chị thấy em nè. Em có đấu giá chai này thì em comment đi. Quang Hiếu trả 100k. Viên Bảo 100k. Các bạn comment mạnh tay nào. Đến phút thứ 30, phút thứ 30 ai trả cao nhất mình sẽ bán cho người đó. Bạn nào mà đấu giá được chai này mà chưa có quà tặng nhá thì các bạn lại chia sẻ mình sẽ gửi thêm một chai quà tặng nữa. Viên Bảo 120k, 120k cho Viên Bảo. Sư Tử Ninh 130k. Còn 2 phút nữa thôi, còn 2 phút nữa thôi các bạn. Các bạn hãy quyết mua chai này đi. Em chờ đấu Aqua tròn. Em chờ đấu Aqua tròn. Quang Hiếu 140k. 140k cho Quang Hiếu các bạn ơi. Chai này không mua lập phí nhá. Chai này không mua lập phí này các bạn này. Đó, nhìn này. Cực kỳ là chất luôn, chất lượng cao luôn. Dập chữ nổi luôn à. Mùi thơm lắm nhá. Nồng độ là Outer Balkum. Độ lan tỏa một cánh tay. Nồng độ Outer Balkum. Viên Bảo 140k cho Viên Bảo. 140k cho Viên Bảo. Xuân Nguyễn 150k. Phút thứ 29 rồi. Phút thứ 29 rồi. Viên Bảo 160k. Các bạn ơi, comment cho mình cả số điện thoại luôn nhá. Bạn nào hôm nay mà đấu giá được chai nước hoa mà chưa có quà tặng á thì các bạn chia sẻ giúp mình, rồi gửi cuối chương trình gửi lại chụp màn hình gửi lại cho mình và mình sẽ tặng các bạn một chai nước hoa chiết Pháp. Phút thứ 29 rồi. Phút thứ 29 rồi. Bạn ơi, có bạn nào trả cao hơn bạn Viên Bảo 170k không? Chai này là 350k nhé các bạn. Đừng tiếc tiền với chai này. Chỉ có một chai duy nhất thôi. Một chai duy nhất. Kết thúc hả? Đâu? Chưa? Mình nhìn thấy mấy phút thứ 3, phút thứ 29 thôi. Chưa kết thúc đâu. À, Viên Bảo à. Rồi. Ok. Viên Bảo đã thắng cuộc với chai này giá 170k.
170k cho chai nước hoa lam aqua giò màu đen với giá 170k. Viên Bảo đồng ý, ok cho mình một tiếng. Có nhiều bạn rất thích chai này và mình cũng thích chai này. Chai này giá của chai này là 350k. Mình sợ ra đấu giá ít người quá là nó chỉ dưới 200k thì hơi thiệt thòi. Có bao nhiêu bạn thích chai này? Chấm cho mình một chấm xem. Bản thân mình rất thích chai này, còn một chai duy nhất mình không tiện dở. À, có bạn nào thích chai này chấm cho mình một chấm. Bởi vì chai này có giá 350k, mình sợ các bạn ra đấu giá là không được khoảng trên 200k. Út Huyền thích chai này à? Có bao nhiêu bạn thích chai này? Chấm cho mình một chấm, hai bạn rồi. Nếu đông người thích chai này mình mới đấu nhá. Viên Bảo cũng thích chai này, bản thân mình rất thích chai này. Mình rất thích chai này, độ hương lưu hương của nó thơm. Và đến cho đến cái hương cuối cùng của nó mình vẫn thích. Đó. Quan trọng là từ hương đầu đến hương cuối mà vẫn thích là được rồi. Viên Bảo có địa chỉ rồi. Nào xem có mấy bạn thích nào. Trần Thùy Hồng Loan Viên Bảo. Có 5 bạn thích thôi. Có 5 bạn thích cái chai này thôi. Có 5 bạn thích chai này thôi, mình sợ khi đưa ra đấu giá là cái chai này nó không được như ý. Chai này là rất là tuyệt vời luôn á. Chai này rất là tuyệt vời luôn á. Chai này nó quá tuyệt vời. Cái chai của nó là hình tròn này. Còn bạn nào thích chai này nữa không? Để mình đấu giá nào. Còn không thì bỏ qua nhá. Còn không thì bỏ qua chơi chai khác nào. Viên Bảo ơi, 170k cho chai nào. Viên Bảo vừa đấu giá chai chai aqua giò 170k rồi. Bây giờ bạn thích chai nào? Bạn thích chai nào? Giá bao nhiêu vậy? Chai này là giá 350k bạn nhé. Nếu hôm nay bạn chia sẻ like cho mình thì mình sẽ giảm giá là 250k. Mình thực sự không muốn đấu giá chai này bởi vì là có ít người quá. Ít người quá thì chai này sợ đưa ra đấu giá là dưới 200 là mình thiệt quá. Chai này là 350k. Bạn nào chia sẻ cho mình muốn mua chai này chia sẻ cho mình sẽ bán cho bạn đó 250k. Hôm nọ đưa ra đấu giá là các bạn ít người đấu quá là thành ra là mình không bán được với giá cao. Đó. Chỉ ưu tiên cho ai chia sẻ cho mình thì mình sẽ bán cho chai này 250k. Chai này sẽ không làm cho các bạn thất vọng đâu nhá. Chai này là lưu hương cực cao, từ hương đầu đến hương cuối cùng vẫn là thơm mát luôn. Mùi thơm mát tượng trưng cho biển khơi. Tượng trưng cho biển khơi. Có lăn tôm, có lăn tôm. Lăn tôm này. Lăn tôm hồng này. Viên kim cương này cũng là lăn tôm này. Viên kim cương màu tím cũng là lăn tôm này. Có cả lăn tôm tím nhưng mà hình như hôm nay hết rồi. Hôm nay hết lăn tôm tím rồi, chỉ còn có lăn tôm hồng và lăn tôm. Nào hay đấu giá chai này đi các bạn. Đấu giá chai này đi. Đúng rồi, Viên Bảo mới lấy chai lăn tôm màu hồng này. Chị cho đấu giá đi. Ok, đấu giá chai này nhé. Bắt đầu trong vòng 5 phút chai này là có giá khởi điểm là 10k nhé. Giá khởi điểm 10k này. Để mình xem mấy giờ rồi.
Phút thứ 35, 12h 35 đến 12h 40 sẽ kết thúc chai này nhé. Bắt đầu giá 10k. 12h 40 nhé. 12h 40. Nào các bạn trả đi. Bắt đầu cho chai này là 10k cho chai năn cơm hồng này. Ai trả hơn 10k nào? Hôm vừa rồi là Viên Bảo đã thắng cuộc chai này với 210k. Hoa mai trắng 30k, ai trả cao hơn cho bạn hoa mai trắng nào? Viên Bảo 30k, đến phút thứ 40 nhá. Phút thứ 40. Hoàng hôn tím trả giá 40k. Hồng Loan 40k. Viên Bảo 50k. Đến phút thứ 40 chai này sẽ có chủ nhân nha. Ai trả cao nhất mình sẽ bán chai này cho người đó. Hoàng hôn tím 60k. Hoa mai trắng 55k. Viên Bảo ơi, hôm nào Viên Bảo lấy chai màu tím nữa. Nếu ai thích năn cơm ấy thì lên sưu tầm một bộ. Ở nhà mình là có đến 6 mùi của lan côn. Em chờ đấu trai nam thì Hồng Loan 70k. Hồng Loan trả 70k cho trai này. Các bạn ơi, đến phút thứ 40 nhé, mình sẽ trao tặng Quang Hiếu 80k. Phút thứ 37 rồi. Xuân Nguyễn 90k. Hoàng hôn tím 75k. 75k cho bạn hoàng hôn tím. Đến phút thứ 40. Hồng Loan 90k. 90k cho bạn Hồng Loan. Ai trả cao hơn bạn Hồng Loan nào? Đến phút thứ 40. Phút thứ 40 mình sẽ bán cái chai này cho bạn nào trả cao nhất. Các bạn có nhìn dành cái chai này không? Viên Bảo 110k. Ok bạn chia sẻ nhỉ. Kết bạn với lại Facebook Nguyễn Hương, chia sẻ 2 lần trên trang cá nhân và 3 lần trên nhóm, tổng cộng là 5 lần mình sẽ tặng cho bạn một chai nước hoa chiết của Pháp. Một chai nước hoa chiết của Pháp. Đó. Còn giờ này là đang đấu giá nhá. Nếu ai mà thắng cuộc chai nước hoa nào mà chưa có quà thì các bạn chia sẻ rồi mình lại tặng một chai nước hoa chiết của Pháp để cho các bạn sưu tầm mùi. Phút thứ 38 rồi, có ai trả cao hơn Viên Bảo không? Phút thứ 38 rồi các bạn ơi, có ai trả cao hơn Viên Bảo không các bạn ơi? Đến phút thứ 40 mình sẽ bán cho bạn nào trả giá cao nhất. Nào, có ai mua chai Lancôme hồng này cao hơn giá của Viên Bảo không? Phút thứ 38 rồi. Phút thứ 38 rồi. Nào, có ai trả cao hơn cho Viên Bảo 110k không? Mình chỉ còn thời gian là 30 phút nữa sẽ kết thúc chương trình. Xuân Nguyễn đã trả 130k. 130k cho bạn Xuân Nguyễn. Phút thứ 39 rồi. Còn 1 phút nữa thôi, 60 lần đếm nữa thôi. Các bạn hãy trả giá đi. Hãy trả giá đi, chai lăn cơm này. Chai lăn cơm này là không để cho các bạn hối hận đâu nha. Không thể hối hận khi mua chai lăn cơm này được. Các bạn đừng tiếc tiền quá. Đừng tiếc tiền quá. Mình không bán chai này dưới giá 250k đâu. Thế nhưng mà hôm nay cho ra đấu giá thì giá nào mình cũng chơi. Giá nào mình cũng bán. Đó. Có ai trả cao hơn cho bạn Xuân Nguyễn 130k không? Còn một chút nữa thôi. Nếu không ai trả hơn cho bạn Xuân Nguyễn, đến phút thứ 40 mình sẽ bán cho bạn Xuân Nguyễn. Bạn Xuân Nguyễn hãy tranh thủ comment số điện thoại nhé. Nếu không ai trả cao hơn cho chai nước hoa này thì mình mãi chưa mua được chai nào mà toàn mua hơn 200k. Các bạn hãy tranh thủ nhé. Đến ôi, phút thứ 40 rồi.
Xuân Nguyễn là sẽ là chủ nhân của chai nước hoa này. Bạn Xuân Nguyễn đã là chủ nhân của chai nước hoa này với giá 130k, hôm nay là lõng vốn rồi, lõng vốn rồi. Hoa mai trắng ơi, bạn Xuân Nguyễn đã trả 130k rồi. Bạn Xuân Nguyễn nếu không comment số điện thoại mình sẽ bán cho bạn hoa mai trắng. Bạn Xuân Nguyễn không comment số điện thoại thì mình sẽ bán cho bạn hoa mai trắng. Bạn hoa mai trắng mà muốn mua chai này với giá 135k, bạn hãy comment số điện thoại cho mình. Ai comment số điện thoại trước mình sẽ bán cho người đó. Nào, ai comment số điện thoại này trước mình sẽ bán cho người đó. Còn trường hợp nếu không bạn nào comment số điện thoại mình sẽ rút lại chai này. Bạn hoa mai trắng mà muốn mua chai này với giá 135k hãy comment số điện thoại. Một trong hai bạn comment số điện thoại trước mình sẽ bán cho bạn đó. Ok, hoa mai trắng đã mua chai này với giá 135k, đã có số điện thoại. Bạn Xuân Nguyễn ơi, bạn chậm mất rồi thì mong bạn thông cảm nhé. Xuân Nguyễn ơi, bạn hoa mai trắng đã comment số điện thoại trước bạn rồi. Không phải là mình lo đắt lo rẻ đâu, thế nhưng mà bạn hoa mai trắng đã comment số điện thoại trước rồi, cho nên là mình phải để cho bạn hoa mai trắng nhé. Bạn hoa mai trắng ơi, cho mình địa chỉ luôn. Bạn hoa mai trắng cho mình địa chỉ cụ thể luôn nhé. Bạn hoa mai trắng đã có quà chưa? Nếu mà bạn chưa có quà nữa thì bạn chia sẻ cho mình. Bạn chia sẻ cho mình để mình tặng bạn một chai nước hoa chiết nữa. Ok bạn hoa mai trắng. Nào bây giờ đến nước hoa non nào. Các bạn có thích đấu giá chai nước hoa non này không? Nước hoa sao rẻ vậy chị? Nước hoa của mình là hàng Lai Ao Sinh với giá 350k. Nhưng hôm nay là vì đấu giá thì giá nào mình cũng chơi. Đó. Giờ đấu giá thì mình sẽ bán cho bạn nào trả giá cao nhất. Không phải là nước hoa rẻ mà tại các bạn đấu giá ít quá. Chẳng nhẽ đưa ra đấu giá mà lại bảo rẻ quá tôi không bán thì nó không đúng. Đó. Các bạn có thích chai này không? Các bạn có thích chai này để mình bóc. Chai VIP nè, nồng độ là outdoor bạc phum, nồng độ outdoor bạc phum. Cái hộp này người ta liêm phong rất là chặt. Nào, chai VIP nè. Đấy. Các bạn nhìn dành chai nước hoa chưa? Nào mình đấu giá chai này nhé. Mình đấu giá chai này nè. Mở cho xem. Hoa mai trắng ơi, bạn vừa đấu giá chai này. Chai này là mùi cực kỳ thơm đó. Còn chai này thì mình mở đây rồi. Chai nước hoa VIP. Bạn hoa mai trắng chia sẻ đủ 5 lượt và chụp màn hình gửi cho mình sẽ gửi thêm cho bạn một chai nước hoa chiết của Pháp nữa.
Ngoài cái chai bạn đã đấu giá được ra thì bạn sẽ được thêm một chai nước hoa chiết của Pháp. Nào, bây giờ mình đấu giá chai này nhé. Ôi trời. Đây rồi, đây rồi. Nào, mình đấu giá chai này với giá 10k nào. Có bạn ơi, tên của bạn là PM. PM. Bạn chia sẻ rồi, bạn chụp màn hình gửi cho mình. Nhớ bấm theo dõi Facebook của Nguyễn Hương. Bạn chia sẻ rồi, bạn chụp màn hình cho mình. Mình sẽ gửi cho bạn. Đấu giá Aqua. Mình đã nói rồi, mình rất sợ đấu giá cái chai Aqua đấy mà các bạn không hào hứng lắm thì dưới 200 chẳng nhẽ mình lại bảo là mình không bán đúng không? Bây giờ mà đấu giá mà được dưới 200 thì mình không bán thì nghe nó hơi ngại. Cái chai này mà đấu giá mà lại dưới 200 mình không bán thì hơi ngại. Không rẻ đâu chị. Đó, cái chai này. Chai này mà đấu giá như hôm nọ đấu giá còn có trăm bao nhiêu, có trăm mười mấy á. Giá khởi điểm của chai này sẽ là 50k trong vòng 5 phút nha. Thôi mình đấu giá chiều các bạn nào. Chiều các bạn. Chai này sẽ là 50k trong vòng 5 phút này. Ai trả cao nhất mình sẽ bán cho người đó. Mình rất sợ các bạn đấu giá mà bị giá thấp quá. Chẳng nhẽ là mình lại nói là không bán nữa. Nào, bắt đầu nào. Bây giờ là mấy giờ rồi? Trong vòng 5 phút, chai này có giá khởi điểm là 50k. Bây giờ đang là phút thứ 46. Đến phút thứ 51, ai trả cao nhất mình sẽ bán cho người đó. Phút thứ 51, nào các bạn đấu giá thì các bạn comment đi. Các bạn comment đi. Đến phút thứ 51, bắt đầu là 50k. Nào các bạn ơi comment đi. Ai thích chai này thì comment đi. Trần Thùy 80k. Mình nhiều lốt chai này đó. Có ai thích chai này đừng hối hận chai này nhá. Một tuần lưu hương trên cái vỏ giấy bóng này vẫn còn mùi á. Còn nếu mà dùng vào quần áo nữa thì rất là nâu. Dương Thị Ngọc Anh 90k. 90k cho bạn Dương Thị Ngọc Anh. Phút thứ 47 rồi, phút thứ 51 ai trả cao nhất mình sẽ bán cho người đó. Trần Thùy đã trả 100k rồi. 100k cho bạn Trần Thùy. $120k cho bạn Trần Thùy. Ai yêu thích chai này thì hãy comment trả giá đi. Chai này không để cho các bạn thất vọng đâu. Vì vậy cho nên là từ đầu chương trình mình rất đắn đo cái chai này. Mình không muốn đấu giá chai này. Chai này của mình có giá là 350k. Phút thứ 48 rồi. Ôi xem ra chỉ có mỗi bạn Trần Thùy á. Dương Thị Ngọc Anh 125k. Mình rất sợ cái chai này bị rớt giá. Chai này của mình có giá là 250k à 350k cơ. Út Huyền 130k. Trần Thùy 150k. Đến phút thứ 51 mình sẽ công bố kết quả của chai này. Ai trả cao hơn cho bạn Trần Thùy mà chai này là chỉ có một chai duy nhất thôi nhá, không có chai thứ hai đâu. Chỉ có chai này là một chai duy nhất thôi. Dương Thị Ngọc Anh 160k. Bạn Dương Thị Ngọc Anh đã trả phút thứ 49 160k. Đến phút thứ 51. Phút thứ 51 là mình sẽ bán cho ai trả cao nhất. Các bạn đừng để cho mình bị rớt giá dưới 200 nhá. Mình thiệt thòi lắm đó. Quan Khua Duy 180k. Bạn Quan Khua Duy đã trả 180k rồi. Bạn Trần Thùy ơi cố gắng trả sát giá đi. Chẳng lẽ tuột mất chai này thì hơi phí. Xuân Nguyễn 190k. Phút thứ 49 rồi. Đến phút thứ 50 rồi các bạn ạ. Các bạn cố gắng đi. Dương Thị Ngọc Anh 190k. Chai này các bạn cố gắng đừng để cho mình bị rớt giá dưới 200 chứ thực sự chai này 350k nhé. Trần Thùy 190k. Đến phút thứ 51 ai trả cao nhất mình sẽ bán cho người đó. Trần Thùy 200k. Chỉ có một chai duy nhất thôi bạn ạ.
mình rất đắn đo cho trai này đó. Dương Thị Ngọc Anh 195k. Bạn Trần Thùy đã trả 200k rồi. Còn 1 phút nữa thôi, đếm ngược 60 phút, 60 lần đếm thôi. Quan Cua Duy 210k. Trai này không mua là quá là tiếc nha. Xuân Nguyễn 210k. Nào ai trả cao hơn cho trai này nào? Chuẩn bị rồi, chuẩn bị đến mốc rồi nha. Dương Thị Ngọc Anh 220k, chuẩn bị đến mốc rồi. Thực sự trai này mình tiếc lắm, trai này mình tiếc lắm. Một chút nữa thôi, một chút nữa thôi, ai trả cao hơn cho bạn Dương Ngọc Anh nào? Một chút nữa thôi các bạn. Ai trả cao hơn cho trai này nào? Dương Thị Ngọc Anh đã trả 220k rồi. Bạn Trần Thùy ơi, nếu bạn yêu thích trai này bạn hãy cố gắng trả thêm đi, chứ không có lại tuột mất thì hơi phí nha. Còn nếu mua thẳng là trai này 350k đó. Trai này thật sự là... Ôi đến phút thứ 51 rồi. Trần Thùy trả 220k cho Trần Thùy. 220k cho Trần Thùy bởi vì bạn đã có đủ số điện thoại. Ok bạn Trần Thùy, ok cho mình một tiếng nào. Vẫn thua, đấu giá vẫn bị thua. Bạn Trần Thùy ok cho mình một tiếng nào. Dương Thị Ngọc Anh ơi, Dương Thị Ngọc Anh ơi, Trần Thùy đã mua với giá 220k, có số điện thoại đầy đủ ở phút thứ 5. Đúng rồi, bạn Trần Thùy đã mua ở phút thứ 51 với giá 220k, đã có số điện thoại rồi nhé. Bạn Út Huyền thông cảm, bạn Út Huyền thông cảm nhé. Hôm nay chỉ có một chai duy nhất thôi, mình đã bán cho bạn Trần Thùy. Bạn Trần Thùy ok cho mình một tiếng nào. Bạn Trần Thùy ok cho mình một tiếng. Dương Thị Ngọc Anh em 225k kìa. Dương Thị Ngọc Anh ơi, thực sự cái chai này, thực sự cái chai này là có giá 350k. Mình rất đắn đo từ đầu chương trình, mình không muốn đấu chai này. Thế nhưng mà bạn Trần Thùy đã trả ở phút thứ 51 với giá là 220k. Và bạn comment số điện thoại đầy đủ, cho nên là các bạn thông cảm. Ai trước thì được chứ chị. Ai trước thì được chứ chị. Dương Thị Ngọc Anh. Dương Thị Ngọc Anh ơi, Trần Thùy là ở phút thứ 51 với giá 220k. Trần Thùy không ok hả? Trần Thùy có ok không? Trần Thùy ok không? Nếu không thì mình lại bán cho Dương Thị Ngọc Anh đang thắc mắc kìa. Bạn đó đâu trả cao hơn em đâu. Vậy thì Dương Thị Ngọc Anh cho mình số điện thoại vậy. Bạn Dương Thị Ngọc Anh ơi, cho mình điện thoại địa chỉ đi. Chơi công bằng chứ chị. Ok, ok em. Em cho mình... Em cho chị số điện thoại và địa chỉ nào. Dương Thị Ngọc Anh, ok Dương Thị Ngọc Anh. Dương Thị Ngọc Anh với giá 225k nhá. Trần Thùy ơi, để mình đặt cho bạn trai khác. Bạn chờ mình cuối tuần hàng về thì đầu tuần mình sẽ lại có trai khác cho bạn. Thôi bạn thông cảm, nhường cho bạn Dương Thị Ngọc Anh. Bạn thắc mắc quá trời luôn. Dương Thị Ngọc Anh gửi chung với Ngô Đồng, ok. Gửi chung với Ngô Đồng. Rồi. Xem nào, bây giờ các bạn thích đấu chai nào? Đấu chai nữa để nghỉ nào. Trần Thùy ơi, cuối tuần này mình sẽ đặt hàng cho Trần Thùy. Ngọc Lan, bạn ở đâu? Mình ở Đan Phượng, Hà Nội. Cuối tuần này mình sẽ đặt cho Trần Thùy một chai. Thực sự là Trần Thùy đã mua hàng của mình rồi, cho nên là mình sẽ đặt cho bạn một chai. Đầu tuần sau bạn sẽ nhận được nhé. Blue Lam.
Ok. Blue Lam bắt đầu giá khởi điểm là 10k. Bây giờ là phút thứ 55 đến phút thứ 60 sẽ kết thúc chai này. Ai trả chai này cao nhất mình sẽ bán chai này cho người đó. Bắt đầu giá khởi điểm là 10k. Bắt đầu giá khởi điểm là 10k. Các bạn trả nào. 10k cho chai nước hoa này. Út Huyền, Gucci chị ơi. Trần Thùy ok. Gucci hả? Nào bây giờ các bạn thích blue hay là Gucci? Gucci. Gucci móc đi các bạn. Mùi rất là quyến rũ nhá, Gucci móc đi. Dương Thị Ngọc Anh 20k, blue ok blue đi. Nào các bạn trả đi đến phút thứ 60. Phút thứ 60 trước đi. Ok. Blue nào. Đến phút thứ 60 ai trả cao nhất là mình sẽ bán cho bạn đó. Bạn Dương Thị Ngọc Anh đã trả 60k rồi. Các bạn comment cho chai này nào. 60k cho bạn Dương Thị Ngọc Anh nào. Út Huyền 60k. Ngọc Lan 50k. Ok rồi, ok Trần Thùy, Hồng Loan 70k, Phương Lê 80k. Mùi đó quyến rũ không chị? Mùi chai Aqua thì là đặc biệt luôn em ạ. Chai Aqua là mùi mùi của biển khơi, ngọt ngào. Và vẫn giữ được cái nét cá tính của đàn ông. Mà lưu hương thì cực kỳ là thơm. Còn chai này là cá tính mạnh này. Cái chai Blue này là cá tính mạnh. Phương Lê 120k. Bạn Phương Lê đã trả cho chai này 120k. Đến phút thứ 60. Phút thứ 60 ai trả cao nhất mình sẽ bán cho người đó. Đến phút thứ 60 ai trả cao nhất mình sẽ bán cho người đó. Út Huyền 115k. 115k cho bạn Út Huyền. Ok Trần Thùy, đầu tuần mình sẽ lấy hàng cho Trần Thùy nhé. Chai Blue đúng rồi, chai Blue là hương mạnh nhé. Để dành cho các ông có cá tính mạnh. Ngọc Lan 145k, Phương Lê 156. Phương Lê 156k. Phương Lê 160k. Đến phút thứ 60 ai trả cao nhất mình sẽ bán cho bạn đó. Bạn Phương Lê đã trả 160k rồi. Có ai trả cao hơn bạn Phương Lê đi. Đến phút thứ 57. Phút thứ 57 rồi. Phút thứ 60 ai trả cao nhất mình sẽ bán cho bạn đó. Chai này để dành cho các quý ông có cá tính mạnh. Chai này để dành cho các quý ông có cá tính mạnh. Nào các bạn ơi, có ai mua cao hơn không nào? Ngọc Lan 179k, Xuân Nguyễn 180k. 180k cho bạn Xuân Nguyễn. Đến phút thứ 60 ai trả cao nhất mình sẽ bán cho bạn đó. Phương Lê 190k. Bạn Phương Lê đã trả 190k rồi bạn Ngọc Lan ạ. Có thể là các bạn comment nó bị chậm do mạng cho nên các bạn comment nó bị chậm. Xuân Nguyễn 200k. Đến phút thứ 60. Phút thứ 60 mình sẽ bán cho bạn nào trả cao nhất. Phương Lê 210k. Đến phút thứ 58 rồi. Có thể là do mạng chậm cho nên là bạn Ngọc Lan comment đằng sau. Phương Lê 210k rồi. Bạn Phương Lê đã trả 210k. Phút thứ 59 rồi các bạn ơi. Theo máy chủ mà. Đúng rồi. Xuân Nguyễn 220k. Nào chuẩn bị rồi đấy. Đang thời gian đang đếm ngược. Phút thứ 60. Phút thứ 60 là mình sẽ bán nha. Phút thứ 60 ai trả cao nhất mình sẽ bán cho người đó. Phút thứ 60. Bây giờ đang đếm ngược. Chắc là tầm khoảng 20 mấy thôi. Ai trả cao nhất mình sẽ bán cho người đó. Các bạn tranh thủ đưa số điện thoại nha. Các bạn tranh thủ cho số điện thoại luôn. Mình sẽ nhìn thấy bạn nào có số điện thoại. Mình nhìn thấy bạn nào có số điện thoại trước. Mình sẽ bán cho bạn đó nha. Đến phút thứ 59 các bạn tranh thủ comment số điện thoại đi. Mình nhìn thấy số điện thoại của bạn nào mình sẽ bán cho bạn đó trước nha. Các bạn ơi, chuẩn bị đến phút thứ 60 rồi. Các bạn
tranh thủ số điện thoại vào đây cho mình. Mình nhìn thấy số điện thoại. Ok, quá trời. Rồi, đến phút thứ 60 rồi. Đến phút thứ 60 rồi. Ngọc Lan đã có số điện thoại 0936833527 với giá 310k. Ok Ngọc Lan. Ok bạn Ngọc Lan. Cảm ơn bạn Ngọc Lan. Nào bây giờ các bạn thích chai nào đây? Thích chai nào nào? Đến phút cuối cùng các bạn cứ tranh thủ cho mình cái số điện thoại nào ok nhất. Khỏi phải tranh nhau. Bạn Ngọc Lan chia sẻ để nhận thêm một quà nữa. Một chai nước hoa chiết của Pháp. Bạn Ngọc Lan hãy chia sẻ giúp mình để nhận quà một chai nước hoa chiết của Pháp bất kỳ nhé. Dương Thị Ngọc Anh, nữ mùi nhẹ đi chị. Nữ mùi nhẹ, nữ mùi nhẹ. Các bạn thích chai này không? Nữ mùi nhẹ đâu, Valentino. Một chai Valentino nhá, nữ mùi nhẹ đó. Chia sẻ mấy lần, 2 lần trên tường của mình và 3 lần trên nhóm và kết bạn với Facebook Nguyễn Hương. Các bạn khi làm đủ 5 bước đó, chụp màn hình gửi lại cho mình và được tặng một chai nước hoa chiết của Pháp 20ml. Các bạn chia sẻ 2 lần trên tường, 3 lần trên nhóm kết bạn với Facebook Nguyễn Hương được tặng một chai nước hoa chiết của Pháp với 20ml. Các bạn có thể chọn có mặt ship, có mặt ship không? Phi ship ấy hả? Bạn có ở gần thì mình sẽ phi ship cho bạn. Nếu bạn ở gần mình sẽ phi ship cho bạn. Ok rồi mà. Nào, bây giờ đấu giá chai Valentino này nhé. Chai Valentino là mùi nhẹ nhàng đó. Bắt đầu từ 13h02. 13h02 nào. Đến 13h07 nào. Các bạn có thích chai này thì đấu giá nào. Có mất ship, nếu mà bạn ở gần thì mình sẽ phi ship cho bạn. Bạn ở xa thì mong bạn phải trả tiền ship. Bạn cho địa chỉ đi. Bạn cho mình địa chỉ điện thoại nhé. À điện thoại có rồi. Có ai thích chai Valentino này không? Ai thích chai Valentino này không? Hình như là để thế này các bạn không nhìn rành lắm. Các bạn có nhìn thấy chai Valentino này không ạ? Các bạn có nhìn thấy chai Valentino này không ạ? Bắt đầu đấu giá. Giá khởi điểm là 10k. Trong vòng 5 phút ai trả cao nhất mình sẽ bán cho người đó. Nào, có ai thích chai này không? Hay chờ leo. Hay thích chai này? Chờ leo này. Có bao nhiêu bạn thích chai Valentino? Chấm cho mình một chấm để mình cho ra đấu giá. Còn nếu không có ai thích thì mình sẽ thôi. Không có ai thích chai Valentino này mình sẽ thôi. Nếu chỉ có một bạn Út Huyền thôi thì không chơi đâu. Nếu nhiều nhiều người thích á. Dương Thị Ngọc Anh hả? Gucci. Gucci. Gucci móc. À, Gucci trụ nhé. Một chai Gucci trụ đâu rồi? Mình đã có một chai Gucci trụ bóc rồi mà. Các bạn có thích chai này không để mình bóc? Các bạn có thích chai Gucci này không để mình bóc?
Jacuzzi nè. Đấy, Jacuzzi nè. Các bạn đấu Jacuzzi này nhé. Công nhân của mình bắt đầu đi làm rồi. Mùi thế nào? Chai gu xì này mùi rất là đặc biệt, lam tính, quyến rũ, có một chút ngọt ngào, không mạnh như blue, không bị quá sặc như blue, nó đầy đủ những yếu tố cho lam tính và có một chút ngọt ngào. Nếu là riêng tôi á thì tôi thích các bạn dùng có một chút ngọt ngào một chút. Đó. Thì chai này là đủ đáp ứng để cho tôi thích, còn không biết quan điểm của các bạn thì thế nào. Không biết là quan điểm của các bạn như thế nào thì tôi không biết, như của tôi ấy, thì tôi sẽ thích chai Gucci trụ này hơn so với chai Blue Chà Leo. Đó, tôi rất thích chai này. Nè, chai này đủ yếu tố cho một anh chàng nam giới, vẫn có cá tính mạnh mẽ và ngọt ngào. Đấu chai này đi. Mình sẽ đấu giá chai này với giá 10k. Nào, có bạn nào thích chai này, mình sẽ đấu giá chai này trong vòng 5 phút. Giá khởi điểm là 10k. 10k cho chai này. Có bạn nào trả giá không? Ok, hoa mai trắng. Hoa mai trắng đã trả 50k phút thứ 7. Phút thứ 7 thì đến phút thứ 12. Phút thứ 12 sẽ kết thúc chai này. Phút thứ 12 nhá. 1 giờ 12 phút sẽ kết thúc chai này. Tinh Thúy đã trả 50k. 50k cho bạn Tinh Thúy. Ai trả cao hơn cho bạn? Ai trả cao hơn bạn Tinh Thúy không? Chai này rất là đặc biệt đó. Chai này đặc biệt lắm. Tinh Thúy đã trả 100k. 100k cho bạn Tinh Thúy. Công nhân của mình đã đi làm rồi. Khi công nhân của mình đi làm nó rất là ồn, sợ mình nói các bạn không nghe lành. Nguyễn Thanh Thùy trả 60k. Hoa Mai Trắng trả 120k trong vòng 5 phút đến phút thứ 12. 1 giờ 12 phút sẽ kết thúc chai này. Út Huyền 100k. Em comment. Ừ, chị không nhìn thấy Trần Thùy ạ. Chị không nhìn thấy em. Tinh Thúy 150k. 150k cho bạn Tinh Thúy. Ở phút thứ 12 mình sẽ bán cho ai trả cao nhất. Đến phút thứ 8 rồi. Mình không nhìn thấy bạn Trần Thùy comment đâu. Bạn comment lại đi, đánh thêm chữ K vào đằng sau đi xem nào. Bạn Tinh Thúy đã trả 150k, Huyền 150k. Các bạn ơi, cố gắng nhanh nha. 150k, 155k cho bạn Thanh Thùy, Nguyễn Thanh Thùy 150k. Chai này đủ yếu tố cho những anh chàng vừa có cá tính mạnh, nhưng với chị em phụ nữ mình là rất thích người ta có một hương vị ngọt ngào ở đó. Chai này đủ điều kiện cho những cái yếu tố đó. 200k cho bạn Tinh Thúy. Đến phút thứ 12, bây giờ là phút thứ 9 rồi. Các bạn trả mạnh lên, chai này có giá 350k. Chai này cực kỳ là tinh xảo luôn. Với chai này, chai này từ bên trong lẫn bên ngoài là quá là tinh xảo. Bây giờ đến giờ làm việc của công nhân nhà mình rồi á. Đến giờ làm việc của công nhân nhà mình rồi thì rất là ồn. Mình đấu giá nốt chai này thôi nhé. Mình đấu giá nốt chai này để đi làm. Ai trả cao hơn cho bạn Tinh Thúy không? Đến phút thứ 9 rồi. Phút thứ 12 mình sẽ bán cho bạn nào trả cao nhất. Bạn Tinh Thúy đã trả 200k. Ai trả cao hơn cho bạn Tinh Thúy không? Mình chơi nốt chai này thôi là bà tạm nghỉ nhá. Chiều nay là mình lại phải xuất hàng nội thất. Cho nên là chơi nốt chai này thôi.
khi công nhân của mình đi làm thì nó rất là ồn, sợ các bạn không nghe dành. 200k cho bạn Tinh Thúy. Đến phút thứ 12, bây giờ là phút thứ 10 rồi. Phút thứ 10 rồi các bạn ạ. Có bạn nào trả cao hơn bạn Tinh Thúy thì trả đi. Chai này với giá 350k không thể. Chai này với chai Aqua này. Chai này với chai Aqua là như nhau, mùi như nhau luôn, nồng độ cũng như nhau luôn. Chai gu xịt trụ này nó không để làm cho các bạn thất vọng. Chai này là cực kỳ là chuẩn luôn, từ cái vỏ hộp là chữ chìm chữ nổi nè. Đó, chai này là cực kỳ là tinh xảo, từ mùi cho đến với bên ngoài, chất lượng bên trong. Thực sự là không uổng phí đâu nhé. Không uổng cho các bạn đâu. Chai này là quá tinh xảo à. Quá tinh xảo luôn. Đó. Mùi thơm thì cực kỳ là quyến rũ. Sự mạnh mẽ của đàn ông đến sự ngọt ngào là đều nằm trong chai này hết. Nào các bạn ơi, đến phút thứ 11 rồi, còn chỉ còn đếm ngược 60 lần nữa thôi. 60 lần nữa thôi, nếu ai không trả cao hơn bạn Tinh Thúy, mình sẽ bán cho bạn Tinh Thúy. Các bạn tranh thủ comment và cho số điện thoại luôn. 250k cho bạn Tinh Thúy. Bạn Tinh Thúy ơi, comment luôn số điện thoại đi, chẳng nhỡ có ai trả cao hơn thì thành ra mình lại hơi uổng công. 250k cho bạn Tinh Thúy ở phút thứ 11. Còn 1 phút nữa thôi, nốt chai này là thôi là mình sẽ nghỉ nhá. 250k cho bạn Tinh Thúy ở phút thứ 11. Lấy em comment, chị không đọc được comment của em Trần Thùy ạ. Hay là em comment không có chữ? Thanh Thúy, ôi ở phút thứ 12 đã bán cho bạn Thanh Thúy đã có số điện thoại rồi. 098 mấy đây, mình không nhìn dành. 098 mấy mình không nhìn dành đâu nhá. Mình không nhìn dành, mình sẽ bán cho bạn Tinh Thúy, nhưng bạn phải comment số điện thoại lại. Mình không nhìn thấy comment của Trần Thùy. Hay là bạn chỉ comment số thôi, nó không hiện lên. Comment của Trần Thùy bị ẩn. Ok, Tinh Thúy đã có đầy đủ thông tin rồi. Mình chơi nốt chai này thôi. Còn bạn nào đã chia sẻ thì bạn chụp ảnh gửi lại cho mình đi. Các bạn đã chia sẻ đủ 5 bước như vậy. Một là kết bạn với Facebook Nguyễn Hương. Hai là chia sẻ 2 lần trên tường của mình. 3 lần trên nhóm. Các bạn đã làm đủ 5 bước như vậy thì các bạn comment lại, chụp màn hình và gửi lại cho mình để mình chốt những cái quà tặng này nhé. Mình mới có 4 quà tặng thôi. Mới thấy có 4 quà tặng thôi cho nên là các bạn gửi luôn để mình chốt luôn nhé. Mới có 4 quà tặng này. Một chai nước hoa chiết pháp cho bạn nào chia sẻ đủ 5 lần và kết bạn với Facebook Nguyễn Hương. Mình chơi đến đây thôi, công nhân của mình đi làm, chiều nay mình phải xuất hàng gỗ. Chiều nay mình phải xuất hàng gỗ cho nên là hẹn các bạn một dịp khác. Chào các bạn nhé. Các bạn nào đã chia sẻ đầy đủ rồi comment cho mình luôn. Chụp ảnh màn hình gửi cho mình luôn để mình chốt đơn quà tặng nào. Bạn Tinh Thúy ơi, bạn Tinh Thúy đã chia sẻ chưa? Nếu bạn chia sẻ rồi á, mình sẽ bán cho bạn nếu bạn chia sẻ rồi mình sẽ tặng kèm cho bạn một chai 212 chiết của Pháp nữa. Bạn Tinh Thúy ơi, bạn hãy chia sẻ đi, mình sẽ tặng cho bạn thêm một chai 212 nha. Ok cho mình nha. Em Út Huyền. Bạn Út Huyền hỏi gì? Bạn Út Huyền đang muốn hỏi gì? Bạn Út Huyền hỏi gì đấy? Trong lúc mình chưa kết thúc livestream ấy, bạn Tinh Thúy hãy tranh thủ chia sẻ để mình gửi thêm một phần quà nữa cho bạn. Chị tặng cho em chưa? Em đã chia sẻ chưa? Nếu em chia sẻ rồi em gửi chụp màn hình gửi lại cho chị và cho chị số điện thoại và địa chỉ, chị sẽ tặng em một chai nước hoa chiết pháp.
Út Huyền. Chỉ đi nhé, bởi vì giờ này là mình cũng muốn nói chuyện với các bạn được lâu lâu, nhưng giờ này là các công nhân của mình đã đi làm rồi, nó ồn lắm. Út Huyền ơi, em lấy chai 212 này nhé. Tinh Thúy đã chia sẻ. Ok Tinh Thúy, ngoài chai nước hoa nam thì Tinh Thúy có thể chọn một chai trà leo hoặc 212 hoặc Dio đó. Em gửi yêu cầu kết bạn. Ok, ok Dương Thị Ngọc Anh. Bạn Tinh Thúy lấy chai nào nữa comment cho mình nhé. Dio này, Dio có 2 chai, 2 màu. Nếu mà bạn thích màu trắng thì bạn comment Dio màu trắng. Bạn thích màu hồng thì bạn comment Dio màu hồng. Út Huyền. Ok Út Huyền. Tinh Thúy điều màu hồng. Sẽ gửi cho bạn Tinh Thúy thêm một phần quà tặng điều màu hồng. Bạn Tinh Thúy ơi, cho mình địa chỉ luôn, cho mình địa chỉ để mình chốt đơn luôn. Chia sẻ được tặng một chai 20ml nước hoa chiết thác. Tinh Thúy ơi, cho mình địa chỉ luôn. Có địa chỉ chưa? Tinh Thúy ơi, cho mình địa chỉ luôn đi. Út Huyền. Út Huyền lấy chai nào đây? Út Huyền ơi, Út Huyền có lấy điều không? Út Huyền lấy điều không hay là lấy trà leo? Út Huyền lấy điều hay trà leo? Nước hoa lam đi chị. Nước hoa lam chiết pháp. Ok. Nước hoa lam. Út Huyền ơi, Út Huyền lấy chai trà leo này nhé. Mình tặng cho Út Huyền chai trà leo này nhé. Ok. Chào cả nhà nhé. Còn ai chưa có quà tặng ở trên đây mà đã chia sẻ rồi thì mình comment cho mình, gửi messenger cho mình nha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã ủng hộ nhé. Giờ này là mình lại phải đi làm việc khác rồi, mình lại phải đi bán đồ nội thất. Đây các bạn nhìn xem nhà mình bán hàng nào.
Rồi, chào cả nhà.